anh vẫn bình thường. Anh mới sợ đây. Nó hai đây, nó hai đây. Văng đây. Anh vẫn bình thường. Cái trái tim anh này, anh rất bình thường luôn. Anh không giản đơn. Anh không đơn giản hay giản đơn như em nghĩ đâu. Anh này, con người em biết là em sống nhỏ mọn. Em tìm vượt cái bản thân của em. Cái trái tim em đã băng giá rồi. Em không còn cái giọt nắng giọt lệ sầu chứ nói với anh đâu. Em là mình nói chơi danh chứng em thần, em là loại xúc vật, loại cơm thừa cơm cạn còn bả vách gì á. Em là tầng lớp là buồn nhìn của sau, em là túi thu của tương lai, em là đám buồn của tuổi nhục, đau khổ của tuổi em. Nói để em nói lại với anh. Nói nè, cái con người em đê tiện lắm, cái hèn mọn. Con gái mà đê tiện hèn mọn là anh đã gặp nhiều rồi. Nhưng trái tim anh là bởi vì là anh không có tình yêu nên anh chấp nhận tất cả. Mà cái mãi mãi cái tình yêu của anh đã dành tặng cho người con gái nào là anh yêu vĩnh cửu. Anh không bao giờ lừa dối một người con gái nào mà như em. Nhưng cái tính cách của em á là em, cái bản thân em rất lì là cái con người em tàn nhẫn ác độc. Em là không có được cái danh phận của người phụ nữ Việt Nam. Em không được họ trách cô phụ nữ Việt Nam. Em không được cái danh phận của người phụ nữ. Vì em quá ác độc, ác tàn nhẫn. Với một cái tình yêu họ đã đi dành trọn cho em. Họ đã cho tình yêu là mãi mãi một tất cả. Mà em không thứ tha cho một cái gì về tình yêu. Là em con người rất nhỏ mọn. Con người em không phải là danh phận của người phụ nữ nữa. Con người em là cái bằng cục máy rồi đây. Em biết chưa? Xây xây nữa còn cái